Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của The Arts Workshop Thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Thương, giáo viên tại The Arts Workshop, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người 5 cụm động từ về cái chủ đề shopping. Ok, rồi từ đầu tiên mình có đó là snap something up hoặc là snap up something. Nha, là kiểu mình bắt lấy, mình chộp lấy. À, chộp lấy cái món mà rất là hời luôn. Đặc biệt là khi mình mua cái thứ gì đó rất là nhanh luôn, bởi vì cái món đó rẻ hay là đúng ý mình. So for example, I can snap up bargains on Black Friday. Thì tôi có thể kiếm được món hời vào Black Friday. Thứ hai đó là shop around. Thì một từ khá là gợi hình và giống tiếng Việt ha. Thì shop là mua, around là dạo, dịch ra là mua dạo. Đấy, thì nghĩa của nó đó là việc mình so sánh giá và chất lượng của món hàng ở nhiều cửa hàng trước khi mua. Ha, so if he wants to buy a new computer, he should shop around for the best deal. Nếu như anh ấy muốn mua cái chiếc máy tính á, thì anh ấy nên sao so sánh giá để mà có được cái món hời nhất. Ok, rồi từ thứ ba của mình đó là order something in. Thì order là đặt hàng, thì in là trong, thì mình đoán mò thì chắc cũng ra cái nghĩa là đặt đồ ăn ở trong. Ok, thì thật ra nghĩa của cái cụm này là việc mình mua đồ ăn sẵn để giao đến nhà hoặc là công ty ha. So when I wanna relax, I often order in fried chicken and binge eat. Thì khi tôi muốn thư giãn á, thì tôi thường gọi Grab và ăn vô đồ ăn thả ga luôn. Rồi, từ tiếp theo mình có đây là queue up, line up. Thì line thì đã là hàng rồi, vậy thì line up là xếp hàng, đồng nghĩa với việc là queue up ha. Thì some people queued up or lined up all night to buy the latest iPhone. Một số người là họ xếp hàng cả đêm luôn để mua được cái chiếc iPhone mới nhất. Rồi, tiếp đó mình có một cái từ là sell out, là bán hết. The Apple Store sold out of the iPhone in the first couple of hours. Là cửa hàng Apple đã bán hết iPhone trong vài giờ đầu tiên. Đó, thì đó là 5 cụm động từ liên quan đến chủ đề shopping. Rồi, và nếu như mọi người muốn có thêm nhiều nội dung hay ho, thú vị nữa thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của The Arts Workshop nha. Bye bye.